Darling, you send me. Darling, hello, xin chào cả nhà, lại là Xuân đây. Chào mừng quay trở lại với kênh Lucity của Xuân nhé. Và mình đã quay trở lại với mọi người dịp nghỉ Tết rất dài bằng một video review cực kỳ chất lượng luôn. Chính là review một thương hiệu nội địa Trung siêu hot hit, mà cụ thể chính là ba sản phẩm rất là đình đám, đó là phấn phổ và hai loại son của hãng nhé. Những năm gần đây, những dòng mỹ phẩm nội địa Trung đang càng ngày càng được lòng những cô nàng mê làm đẹp. Những món mỹ phẩm nội địa made in China thường có giá cả phải chăng này, bao bì ưng mắt, và chẳng thế mà dù hoài nghi về chất lượng nhưng nhiều tín đồ làm đẹp như mình vẫn không thể cầm lòng mà order về review cho mọi người nè. Và đó chính là Perfect Diary, là một hãng mỹ phẩm nội địa giá tầm mid-end với thiết kế cực kỳ sang trọng, cao cấp và chất lượng miễn bàn luôn đó. Hôm nay mình sẽ review chi tiết về em phấn phủ đình đám này trước nhé. Đó chính là Perfect Stay Loose Powder. Đầu tiên thì về bao bì, phải nói là hãng chỉnh chu lắm luôn, hũ phấn nhựa trong cầm chắc tay, nhìn đơn giản mà vô cùng nổi bật đó. Trông là một bông phấn để phủ phấn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mọi thứ đều đơn giản và điều đó làm mình rất đánh giá cao về thiết kế đủ tinh tế và không kém phần sang trọng nha. Em này có rất là tông màu cho các bạn lựa chọn và mình lựa chọn tông màu trắng tự nhiên là 01 đó. Và tiếp theo là mình sẽ sâu cái chất phấn này có khả năng chống nước đỉnh cỡ nào nha. Đây mình sẽ lấy một ít nước đổ vào hộp phấn đang có chút phấn để mọi người thấy em này hoàn toàn không bị trộn lẫn với nước. Hạt nước bôi tròn lại, không tách nước hay hòa tan với phấn nha. Em phấn này rõ ràng là khả năng chống nước gần như tuyệt đối. Đây là một cách nhận biết nữa là dùng ly nước phủ lớp phấn lên và dùng cọ nhúng toàn bộ phấn trên bề mặt, sau đó ta kiểm tra cọ có bị thấm nước không nha. Mọi người thấy không? Không hề có tí nước nào luôn, hoàn toàn khô ráo luôn đó. Và tiếp theo là cái khả năng oil control. Mình sẽ bàn về khả năng tạo lớp nền khô ráo và mịn màng nhất. Bình thường bạn nào hay đánh cushion á, vì quá nhiều dưỡng ẩm nên sẽ khiến mặt hơi bóng dầu đúng không? Thì em này sẽ giảm hoàn toàn gương mặt bóng dầu, kiềm dầu cho da, make up cực kỳ tốt luôn. Mọi người có thấy sự khác biệt không? Đó là một bên apply rồi nè và một bên chưa. Có thể thấy che phủ mịn màng, khô ráo vô cùng. Đây là điểm mình cực kỳ ưng ý ở Perfect Diary luôn đó. Phủ lên tay cho mọi người thấy rõ sự khô thoáng nhé, rất mịn màng, khô ráo luôn nha. Và tiếp theo là waterproof. Mình sẽ xịt một ít nước lên mặt sau khi apply em phấn này lên để xem có trôi không nhé. Thấm bằng bông chỉ ra nước thôi, không hề bị trôi nền luôn, đỉnh không? Tiếp theo là apply son và eyeliner rồi phủ phấn lên sẽ tạo lớp chống trôi. Khi sờ lên tay không hề dính lại son hay trôi liner luôn đó. Và thời gian dịch gần đây chúng ta phải đeo khẩu trang rất là nhiều đúng không nào? Điều này khiến không ít bạn khó chịu về việc trôi phấn nền. Đây là sản phẩm must have và trong mùa dịch luôn đó mọi người. Đeo khẩu trang mà vẫn xinh, vẫn lung linh khi cần thiết. Và son môi cũng vậy nha, muốn giữ trên môi các nàng có thể set lớp son bằng phấn nè và khiến cho môi không bị trôi đâu. Đó, mọi người thấy rõ không? Chất phấn nhẹ nhàng, mịn, kiềm dầu tốt, chống nước và giữ lớp nền cực kỳ lâu trôi luôn. Cá nhân mình thấy đây là một sản phẩm cực kỳ hữu dụng và rất đáng để thử đó. Và tiếp theo đến phần swatch review son nha mọi người. Em này có tên là Perfect Diary Stiletto Rouge Intense Velvet Slim Lipstick, có vỏ ngoài giống như gót giày cao gót đó. Màu sắc chủ đạo là hai màu vàng ánh kim và màu trắng với thân vỏ nhỏ và dài. Thân son có hình trụ bán nguyệt khá lạ và bắt mắt, tạo cảm giác sang chảnh. Dòng Slim Lipstick này đi kèm với túi da màu trắng tinh tế vô cùng luôn. Tập son này khiến mình cực kỳ yêu thích về thiết kế luôn đó. Cây son kim loại cầm chắc tay này vô cùng nhìn cũng rất là trendy thời trang nữa đó nha. Đây cũng là cây son giá cao nhất trong một sưu tập son mà Xuân giới thiệu cho mọi người của Perfect Diary. Giá của em nó cũng gần 470.000 đồng Việt Nam đó. Màu đầu tiên mình swatch đó chính là màu 05, L05. Màu cam thuần là một tông màu ấm phù hợp với mùa đông và trang điểm kiểu Tây nhé. Chất son khiến màu son lên chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên. Chất son như cái tên là Velvet nên sẽ không lì hẳn, mềm mượt, lướt cực kỳ êm trên môi mà không quá bóng. Ai môi khô khỏi lo, son làm lộ vân môi nhé. Màu tiếp theo là màu L08, màu đỏ pha chút sắc hồng. Màu son sẽ làm bạn tét lên khí chất sang chảnh và rất hợp với mùa xuân tươi tắn đáng yêu đó. Với chất son mềm mỏng nhẹ nhàng lên môi thì khi ngay đầu tiên thì đã lên màu rất là chuẩn rồi. Son có khả năng giữ màu từ 5 đến 6 tiếng trong trường hợp không ăn uống. Tuy nhiên vì son khá mềm nên những ai có da chết nhiều nên tẩy da chết trước khi thoa son nhé. Các bạn môi khô nên thoa dưỡng trước khi thoa son để tránh lộ vân môi nhé.
Và tiếp theo là dòng son Lì Ultra Everlasting Dream Warm Matte Lip Color. Thiết kế vẫn rất là xinh xắn và đáng yêu. Vỏ son nhựa trơn thấy màu son bên trong. Nắp son màu đen đơn giản dễ sử dụng. Cọ son vết chéo rất dễ lấy được lượng son vừa đủ và viền môi dễ dàng nhé. Đầu tiên là mình sẽ swatch màu 905 Organic Brick Red. Đỏ cam đất siêu trendy thời thượng luôn. Khi đánh em này lên môi sẽ phải bất ngờ vô cùng với sự pha trộn màu son quá tuyệt vời. Lên môi siêu tây luôn, tôn da trắng răng, không hề lộn bất cứ một khuyết điểm nào. Chị nhìn thấy ánh nhìn sang và cực kỳ tây, không kém phần nhẹ nhàng đâu nhé. Màu son này cũng là một màu hot trong một sưu tập này đó. Màu tiếp theo là màu 909 Vintage Burgundy. Đỏ Burgundy luôn mang cho phụ nữ chúng ta ánh nhìn cổ điển và sang trọng, phù hợp cho các cô nàng ưa thích làn môi nổi bật trong trang điểm và cần sự tươi mới, những vân sang chảnh trong những bữa tiệc nhé. Em này hợp với mọi tông da, sáng da lắm luôn đó, nên các nàng đừng ngại thử. Chất son của em này mịn lì nè, khô khá là nhanh, xét màu lên môi cực kỳ lâu trôi luôn, nhưng vẫn giữ được môi không bị khô hay lợn cợt đâu nhé, yên tâm. Màu tiếp theo là màu 922, cũng là màu cuối cùng trong bộ sưu tập son mà mình review cho mọi người đó. Đó là màu 922 Red Brown, màu đỏ nâu quyền lực. Em này vừa đem ánh nhìn nhẹ nhàng đầm thắm, nếu đánh lòng môi còn phun môi sẽ cảm nhận được sự quyền lực và kiểu đẹp kiêu sa ấy. Màu đỏ nâu hòa quyện hài hòa, không hề khiến chúng ta bị già đâu nhé. Nhưng nên make up một chút xíu để đánh màu này đẹp nhất nha. Và hy vọng là sau khi xem video của Xuân, mọi người sẽ tìm ra được màu son ưng ý cũng như là dòng phấn ưng ý nhé. Dòng son nội địa Trung này cực kỳ nổi tiếng và cũng rất đáng để thử phải không nào. Và tất cả những sản phẩm trên mình đều mua ở trên trang Perfect Diary website hoặc là Shopee cũng có đó mọi người. Mình sẽ để link ở từng sản phẩm cho mọi người tham khảo. Các nàng có thể thấy vào bay thì có rất rất nhiều sản phẩm để lựa chọn, nên cứ thoải mái mua hàng nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy like, share, subscribe kênh của mình để mình có nhiều động lực làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.